Quay trở lại với các thông tin về tình hình thời tiết, miền Trung cảnh báo hôm nay sẽ có mưa lớn. Mưa có kéo dài không và cần lưu ý những điều gì vậy chị Thu Hiền? Dạ vâng ạ, mưa ở khu vực phía Bắc miền Trung thì sẽ bắt đầu từ trưa nay cho đến tối ngày mai đấy ạ. Thưa quý vị, khi mà không khí lạnh dịch chuyển xuống thì gió Đông Bắc sẽ kết hợp với địa hình của dãy Trường Sơn hội tụ ẩm gây ra mưa cho khu vực từ Hà Tĩnh xuống tới Thừa Thiên Huế. Lượng mưa dự kiến từ trưa nay cho đến tối mai sẽ phổ biến trong khoảng là từ 30 cho đến 70mm và có điểm mưa rất to, có thể vượt trên 150mm. Mưa sau chuỗi ngày nắng và nóng, không khí bị xáo trộn, dễ đi kèm theo lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Bên cạnh đó thì mưa rất to cục bộ trong thời gian ngắn cũng có thể gây ra sạt lở đất ở các sườn đồi núi ta luy. Khoanh vùng nguy cơ cao xảy ra sạt lở sẽ là vùng núi của Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế. Để tránh xảy ra những thiệt hại đáng tiếc thì quý vị và bà con nên thường xuyên quan sát xung quanh nhà. Nếu thấy có các vết nứt, vết lún bất thường thì cần phải khẩn trương di dời. Vâng, đó là ở miền Trung. Thế còn diễn biến mưa dông ở phía Nam thì sao ạ? Vâng, với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì sẽ xảy ra mưa ở một vài nơi sau khoảng 2 đến 3 giờ chiều ạ. Thưa quý vị, cường độ mưa cũng không lớn nhưng cần phải đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh cục bộ đi kèm trong cơn dông. Trước đó, từ sáng đến trưa, khu vực này trời vẫn sẽ có nắng với nhiệt độ các thành phố như là Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa xuống đến thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau phổ biến là từ 30 đến 34 độ C. Còn ở Bắc Bộ, đến trưa chiều nay mưa dứt, trời có khoảng nắng, không khí dịu mát với nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên Phủ từ 27 đến 30 độ C. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ trưa nay vịnh Bắc Bộ sẽ có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Còn ngoài khơi, hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa hôm nay trời ít mưa, gió không quá cấp 4. Cảm ơn chị Thu Hiền với những thông tin vừa rồi. Trong đó thì đáng chú ý đó là cảnh báo về lưu lượng mưa ở khu vực Bắc miền Trung và phía Nam. Hy vọng sẽ hữu ích giúp cho quý vị khán giả có thể chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho ngày mới.